Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn hôm nay thì mình có sức khỏe cũng cảm thấy nó không được tốt lắm ấy, đi kiểm tra sức khỏe một chút xíu thì vừa mới về. Thì đi từ sáng sớm cơ. Thế là vội vàng vàng đi, giờ về thì mua đủ thứ, nào thì đu đủ, nào thì thuốc của người. Rồi thì nói chung là thập cẩm bồ đề, mỗi lần lên phố là một lần coi là mua sắm đầy đủ hết. Thì giờ về lại vội vàng cho những cái con vật nó ăn, bởi vì từ sáng giờ mình chưa cho nó ăn tí nào các bạn ạ. Đấy, đi khám này bảo bác sĩ khám khẩn trương này, để em về em còn chăn chim. Bác sĩ bảo chim mang theo giờ làm sao mà phải chăn nữa. Nhưng người ta không hiểu là mình ở nhà mình vừa chăn chim. Thế là đấy, vội vàng vàng để về đấy. Thì bây giờ thì công tác là cho những con chim ăn. Thì hôm nay ấy, mèo nó đẻ, nhưng nó đẻ của mình có một con nó đẻ thì nó phải vía các bạn. Thì mình cũng không biết là làm thế nào để cho nó khỏi hết vía, nhưng mà nghe vẻ cũng bất an lắm. Thì các bạn cũng thấy đấy, hôm nay thì trời bắt đầu nắng lên, nắng rất chỉ là đẹp. Mình vén hết tất cả những cái mành ra, vén cái mành này ra cho nó thoáng mát này. Và bây giờ là vừa mới rửa ráy cái chuồng trại cho vịt xong này, mới bắt đầu tiến hành đến cho được những cái AV bên AV này, bắt đầu mới vào để chăm sóc bên AV này. Thì hôm nay trời nắng thì mình có khả năng sẽ cho gà Tân Châu tắm qua cái đuôi cái, với lại lau qua người cái cho nó sạch sẽ các bạn ạ. Mới lại bây giờ mình tiến hành thái rau với lại chăm sóc, vội quá. Người còn chưa kịp cả uống nước, về cái chưa kịp cả uống nước luôn các bạn. Đã phải vội vàng kiểm tra lại hết các con vật của mình rồi. Mấy em Tân Châu thì vẫn tơi tả lắm, nhưng mà chốc mình sẽ chia sẻ một chút về chuyện về Tân Châu này các bạn ạ. Hôm nay mới có thời gian thu xếp được cái dây điện nó gọn gàng vào các bạn. Một số các bạn của mình là thu xếp cái dây điện gọn gàng vào cho nó đẹp. Đừng làm mất công đẹp thì đẹp rồi. Đấy các bạn, vịt thì mình vẫn phải cho uống tăng thêm thuốc và đề kháng thêm một chút xíu nữa các bạn. Thì mỗi một lần thức ăn ấy, mỗi một lần lại phải đem ra rửa ráy lại các thứ, rửa ráy úp lại cho nó khô. Nói chung là mình cũng vệ sinh hết cỡ, tức là chăm sóc làm sao cho nó tốt nhất để nó có thể phát triển. Còn thì mình cũng như các bạn ấy, mình nói rồi, nếu mà không may nó chả có duyên thì mình đành phải chịu chấp nhận. Còn bây giờ đến lượt gà Tân Châu mới lại đôi trĩ ở phía trên nữa. Thì mình đang xem mấy chú vịt đang đi từ sáng giờ chưa kịp cho ăn, đói, các cậu đói. Nó ăn rau này nó sẽ tốt hơn các bạn, sức đề kháng của nó tốt hơn. Mình không nên lợi dụng cám nhiều quá, tất nhiên thì vẫn phải dùng đến cám, nhưng mà cám chỉ phụ thêm thôi, cho nó ăn rau thêm, vừa tiết kiệm chi phí mà vừa thứ hai nữa vịt nó da lông nó đẹp hơn các bạn. Tân Châu cũng vậy. Thôi bây giờ thì mình hàn lại một chút xíu cái mấy cái thứ đồ treo lên cho vịt mình lại, cho gà Tân Châu mình lại cho chỉ bảy màu các bạn. Các bạn bảo mình là treo lên thì ăn uống nó sẽ vệ sinh hơn, thì thôi thì hôm nay bớt chút thời gian ra. Mỏi lắm, thật sự là đi khám về cũng rất chi là mỏi rồi, nhưng mà phải chăm sóc chúng nó, không thì mình nhịn ăn một lúc có thể được, nhưng bọn này nó nhịn ăn nhịn khát một lúc là có thể là nó sẽ yếu đi đấy các bạn. Bác Hồ bảo là tiết kiệm là quốc sách các bạn ạ. Mình thì được cái là hay, rất hay là được cái là chế từ cái bát nhựa cũ ra các bạn. Thì đây chế thì cái sắt nó nhọn nhọn ấy, mình đang dùi nó chọc cái vào tay mà chảy bao nhiêu máu luôn. Đây chảy máu dính đầy này, chán thật đấy. Mấy lần ấy các bạn bảo mình làm cho cái chốt vào đây này, thế nhưng mà thật sự hôm nay là đi cũng quên luôn.
Thôi để mai làm vậy. Bây giờ buộc tạm vào đây đã. Thì mình cho ăn mình sẽ lưu lượng một chút xíu, không thì nó sẽ bay ra mất. Thì các bạn của mình là làm cái chốt vào thì thứ nhất là vừa an toàn cho trộm cắp, vừa thứ hai nữa là trộm cắp thì cũng chả có đâu. Thế nhưng mà sợ trẻ con hôm nay nó mở cái chốt ra thì cũng tội. Thì thôi nói chung là cẩn thận thì nó sẽ hơn các bạn. Thôi cho vào thôi, vào không cho đói lắm rồi. Còn em Tân Châu nữa, làm tí thôi cho em ơi. Làm tí rau cho mát, mát lòng mát dạ nào. Con gà Tân Châu của mình nó lười ăn rau lắm. Nó thi thoảng nó chỉ làm đôi ba miếng thôi. Rất hay ở cái chỗ đấy. Thoải mái đi. Ok, treo lên đây thì nó sẽ sạch sẽ hơn các bạn. Ô, con vịt đằng sau nhỉ. Ăn bị nghẹn rồi. Vịt ăn bị nghẹn rồi. Đấy, sau bao nhiêu thời gian các bạn, giờ mình bắt đầu xong với cái AV con này. Thì chia sẻ với các bạn thì mấy mẹ con gà Tân Châu này thì mình bốc cho nó một chút cám đã các bạn. Mấy chú gà Tân Châu này của mình thì cho lên trên này thì ăn kém hơn, con lên trên này mẹ nó lại phải cầm xuống hất xuống cho nó ăn. Lại phải rắc rắc một chút xíu này xuống ấy, thì nó không phải nhặt từ trên này xuống. Và cái bản năng của nó các bạn ạ, mình treo cao này nhưng mẹ nó vẫn treo lên kiểu bơi 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 này để xuống để cho con ăn ấy. Thì nước mình vẫn sử dụng bằng nước sạch các bạn, nước sạch và úm. Mình dùng bằng cái gói thuốc úm ấy các bạn, của úm gà đấy. Thì là mình bổ sung thêm để cho gà nó vừa có sức đề kháng. Thế nhưng mình phát hiện là có một con gà hoặc hai con gì đó, mình nghĩ rằng trống non ấy, chắc chắn là trống non, thì nó sẽ tỷ lệ là sẽ khó thành công hơn đấy các bạn. Nói chung là đấy là một cái chuyện rất buồn đấy, con này này các bạn. Đấy, nói chung là có hai ba con là cánh kiểu là dã dã xuống. Đó là cái hiện tượng của trống non đấy. Thì không hiểu, không biết là có các bạn nào có nhớ mình từng nói không. Mình từng nói rằng là gà Tân Châu của mình ấy, trống là nó sẽ hơi non một chút xíu. Còn nếu mà sau này đẻ ra thì nó có sẽ có hiện tượng nó là giã cánh đấy, hoặc là bâu mắt các thứ đấy. Nói chung là đó là trống non đấy. Kìa các bạn. Thế cho nên là các nhà khoa học và nhà nước mình mới nghiêm cấm ở trên vùng cao là không nên lấy vợ lấy chồng tảo hôn ấy, bởi vì là trống non là nhiều khi đẻ con hơi yếu. Mình ví von đùa vậy thôi. Để nói chung là để so sánh thì con người không thể so sánh với con gà. Thế nhưng mà các bạn có thể thấy đấy, nếu như các bạn nào mà muốn chăn gà trống non thì bao giờ chăm sóc nó cũng sẽ vất vả hơn đấy các bạn ạ. Các bạn phải sử dụng đến thuốc úm. Còn nếu mà thuốc úm rồi mà nó vẫn không được thì thôi đành phải bó tay vậy. Thôi, chia tay với những chú gà này thì mình chờ chú gà Tân Châu trống ở dưới ăn uống no nay say xong rồi bắt đầu mình mới bắt đầu đem đi tắm các bạn. Và mình quay ra mình dọn những cái thứ kia của mình. Đây có cái cây dưa các bạn. Cây dưa thì mình lại không quên là thụ phấn cho nó một chút xíu các bạn. Các bạn có biết thụ phấn dưa không? Đấy, cứ chấm nó vào thế này thôi. Mình bỏ cái này ra này. Bỏ cái này ra để cho cái phấn của cái nhụy này nó vào. Thế là sắp sửa có dưa ăn rồi đấy các bạn. Đây dưa này là đấy. Dưa này là dưa người yêu lâu năm của mình trồng đấy. Xem nào, được một quả này, hai quả này, ba quả này, bốn quả này, năm quả này, sáu quả này. Ây à, tương lai là được nhiều quả đấy. Đấy, dưa đấy các bạn. Dưa trồng trên chậu đấy. Thuốc chưa kịp cả cất đây này các bạn này. Thuốc chưa kịp cả cất. Hôm nay đi kiểm tra sức khỏe nhưng mà về xương khớp này, bổ thận, giảm đau, làm niền xương. Ôi già, đọc từng này thôi gần hai củ rồi các bạn. Mặn quá các bác sĩ dạo này bóp cổ nhau ghê thật. À các bạn ơi, nhiều các bạn là hỏi mình rằng là cá bảy màu của anh đâu ấy. Thì đây cá bảy màu của mình đây là các bạn này. Vừa cá bình tích vừa cá bảy màu nó ở trong này hết đấy các bạn. Không biết ánh sáng các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà đây các bạn này. Đấy, cái tỷ lệ thành công nó không được nhiều các bạn. Bây giờ chỉ còn khoảng độ 20 con thế thôi. May là được 20 con, cả bảy màu, cả bình tích, nói chung là thập cẩm bồ đề ở trong này. Thì vì ngày xưa ấy, mình nuôi ở trong này 3-4 con mái cơ, nó đẻ. Thì đợt đấy là 3-4 con mái nó đẻ nó nhiều kinh khủng lắm. Thế nhưng mà nói chung là tỷ lệ thành công nó cũng không được cao cho lắm. Chốc nữa thì mình phải hút cái đáy nó đi, dùng tiêu bắt đầu hút sạch sẽ đáy, rồi sau bắt đầu lại tiếp, vừa hút vừa tiếp nước thêm vào để thay nước nó đi. Đấy, nó lên này các bạn ơi, nó lên này. Như mình vừa cho ăn hôm qua rồi, hôm nay mình không cho ăn nữa. Bởi vì là cho ăn nhiều quá nó cũng không tốt các bạn. Nên được 2, 4, 6 sơ sơ qua được hơn chục con nhìn là chết rồi. Còn những con ở phía dưới thì nói chung là chỉ tầm độ 20 con thôi. Đấy, lên đi em ơi, lên đi cho các bạn xem nào. Lướt sóng phát xem nào. Lấy đi, dưới lên đi các bạn ơi. Thôi mình đi dọn lại cái lấm thuốc của mình đã. Dọn lấm thuốc để đi tắm cho gà đây. Nghĩ thấy lấm thuốc mà xót hết ruột hết gan đây này.
các bạn ạ. Cái lông đuôi của nó vẫn bị bết này, vẫn bị bết này. Đấy, nó vẫn rất chi là xấu cái lông đuôi này. Thì như các bạn bảo là tốt nhất là tắm được cho nó đi là nó sạch sẽ hơn. Thế mà hôm nay mình tắm cho nó cả bằng X-Men luôn đấy. Làm đàn ông đích thực luôn đấy. Nhưng mà tắm chưa biết tắm gà bao giờ. Thế chưa bao giờ tắm gà, tắm cho con cũng chưa bao giờ tắm gà, chưa bao giờ tắm. Nhưng mà thôi hôm nay tắm cái đuôi này. Với lại lấy X-Men lau qua cái cho nó sạch sẽ. Rồi sau mình lại cho vào chuồng luôn, bởi vì là nếu mà thả nó ra ngoài ấy thì nó lại bẩn. Bây giờ mình tiến hành vào tắm. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, cho đuôi vào đây trước này. Ôi trời ơi, đẹp chưa? Được thoải mái bằng X-Men luôn đấy. Đuôi nó bẩn lắm, các bạn sờ như này mới biết là nó mắc những cái bẩn thỉu này. Ấy giời. Xịn hơn cả người nhá. Đẻ con bao nhiêu năm chưa biết thằng tắm, thế mà hôm nay đi tắm cho gà đây. Lịch sự gà đấy. Lông đuôi dài phết rồi các bạn này. Dài ghê. Đấy. Nó có tí dầu gội đầu vào ấy. Nó mượt ơi là mượt, cho sờ cảm giác mượt mượt mịt tít luôn. Đấy. Đẹp chưa? Đẹp trai đi, đẹp trai đi và đi tán gái nhá. Mình định sáng nay là định tắm nắng cho nó, nhưng mình vội đi khám quá. Mình lại lo mấy con mèo con các bạn, một con mèo con của mình ấy, nó đang bị phải vía. Con mẹ nó chăm sóc nó kém lắm, thế thành ra là mình lại phải vất vả vậy. Không biết có được không, cái giống mèo phải vía này thì khó lắm. Bởi vì nó ít cho bú hơn mà. À, bây giờ thì thả cái chân xuống. Đấy, rửa cả chân cho này. Đấy, sạch sẽ chưa? Ôi giời ơi. Thế này mà đi tán gái không tán được thì thôi. Đấy. Lau chùi cho sạch sẽ hết nông ở trên đi. Nhìn tịnh xịn chưa? Đẹp trai thế. Ở gần anh Long chỉ có xịn thôi. Nhìn ra. Rất như chuột nột. Có cần rửa mặt không? Rồi. Các bạn thấy chưa? Đấy. Nấu dâu cho ngài luôn nhá. Lịch sự chưa? Ăn uống ngày dài chùi mồm chùi mép nó đi. Lịch sự đi. Đấy giời ơi. Sướng chưa? Tối lại thơm tho nhá. Thế này tán em nào mà chả yêu. Ngoan nhớ chưa? Nhưng mà trống hơi non đấy. Để cho mấy cái con kia nó đang yếu quặn yếu quại nhờ. Rồi ok. Đấy các bạn thấy chưa? Khi mà tắm xong cái sờ lông của hắn nó không còn mắc cái bẩn nữa. Đấy. Đẹp lịnh thì xin luôn. Giờ nó ngắn thế này vào ấy mới thấy cái đuôi của nó các bạn này. Lau chùi cho sạch sẽ nhờ. Dâu của nó tốt gần bằng dâu của mình rồi luôn đấy. Rồi ok đi. Xịn chưa? Phơi nắng một tí cho nó cho lấm. Phơi nắng cả người cả gà luôn. Đấy đen nó đen ở cái chỗ đấy các bạn. Yêu chê nhỉ. Thôi đấy, thế là em nó sạch sẽ rồi. Đi vào đây nhá. Giờ sạch sẽ rồi. Ấy yêu chưa? Ăn no tắm mát được nước xà phòng thơm. Quá ok rồi. À, thôi có lẽ thì mình cũng xin phép mình dừng video ở đây các bạn, để mình đi xem lại con mèo của mình cái đã, xem nào nó đẻ hai con. Nó đẻ một con ở một chỗ, một con nữa ở một chỗ. Rất là khổ thế chứ nhỉ. Cái giống mèo này nó không ai động đến thì không sao, bởi vì bé con nhà mình ấy, cứ mỗi lần thấy nó có chửa là lại ra xem nó bao giờ đẻ mới nó. Sau đến khi đẻ nó cứ nhìn nó, cứ mân mê nó, thành ra nó phải vía các bạn. Rất chi là phức tạp. Ui, mấy em chị. À, hẹn các bạn ở video tiếp theo. À, Long Đen sẽ quay trở lại và ở video ngày mai Long sẽ đi lướng ngô các bạn nhé. Đi ra ngoài soi lướng ngô ấy. Bởi vì là cái video hôm nay mình vội quá, mình đi khám bệnh về vội quá không lướng được ngô. Lướng ngô cần phải thời gian cơ. Rất mong các bạn có thể là đăng ký ủng hộ kênh, hoặc là các bạn có thể là kích vào quảng cáo để giúp Long Đen có thêm thu nhập để chăm sóc những con vật của mình được tốt hơn. À, xin chào các bạn.